các bạn. Tôi là Hải Đông, là nhiếp ảnh gia. Tôi làm nghề nhiếp ảnh cũng hơn 25 năm rồi. Riêng về Vespa thì chắc khoảng khi gần 30 năm trước, là khi mà tôi là sinh viên năm thứ hai, thì lúc đó chiếc PX150 có ở Việt Nam, tôi mê ngay. Thật ra lúc đó thanh niên thời đó là xài những chiếc, sử dụng những chiếc xe như là Suzuki hay là Yamaha, mà những cái loại mà dành cho tốc độ. Còn khi mà tôi đi xe Vespa PX á, thì ai cũng bảo là cái Vespa này dành cho những người già, tức là 30 mấy tuổi và thành đạt rồi người ta mới đi xe này chứ. Còn có người đó thì biết mình chơi Vespa, mình mê Vespa nên là họ điện thoại đến, họ mời đến nhà, cảm động lắm. Họ nói là cái xe này là của bố tôi mà bây giờ không ai đi nữa, mà thấy anh mê quá nên thôi, tôi tặng luôn chiếc này cho anh. Phải nói là mừng mà run luôn á. Các bạn cũng biết là những cái Vespa đời cũ là động cơ 2 thì, khi mà mình đổ xăng thì phải pha với nhớt. Thời đấy là ví dụ mỗi lần nó hay đi xa thì có thể mình phải thêm một chút nhớt chẳng hạn, thì xe nó cho nó êm hơn, nó mát máy hơn. Nhưng mà cái điều đó thì nó lại làm tới cái buji á, nó hay bị đóng. Nên là khi mà đi Vespa đời trước thì tôi phải biết sửa chữa hết, từ lau chùi buji cho tới vít lửa, tới canh chỉnh xăng, canh chỉnh gió. Cái Vespa đời mới thì bây giờ máy nó ngon hơn, êm hơn, và động cơ iJet nó về xăng nó tiết kiệm hơn. Nhưng mà tôi vẫn thích Vespa cũ ở về cái thiết kế bên ngoài, và ngay cả cái tiếng nổ hai thì của nó nổ pong 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 từng tiếng rất là vang, và nó đặc trưng của Vespa. Cái về làm về cái cân bằng xe, hệ thống treo của xe GTS này cũng khá là tốt. Và khi tôi đi qua những cái gập ghềnh hay ổ gà hay là những cái đường xấu một chút đó, thì nó khá là êm. Đặc biệt là cái hệ thống ABS. Có một hôm tôi đi trời mưa thì không biết đường rất là trơn, và tới đấy thì ai cũng phanh lại. Riêng chiếc xe, nếu mà tôi đi xe có mấy người xung quanh tôi là bị ngã, nhưng mà riêng chiếc GTS này, chiếc nhờ cái hệ thống phanh ABS và nó sực khực mấy cái, chạy cũng khá nhanh, vẫn khực mấy cái và nó dừng hẳn lại, không hề xoay ngang hay là trượt như những chiếc xe khác.